công bố kết luận thanh tra thực hiện công tác quốc phòng địa phương ở thành phố Tây Ninh. Ban chỉ huy quân sự xã Trường Tây chấp nhiệm vụ huấn luyện những tháng đầu năm 2023. Ban chỉ huy quân sự phường An Tịnh với công tác phát triển đảng viên. Xin kính chào quý vị đến với bản tin quốc phòng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, được phát vào lúc 17 giờ 50 phút thứ hai, thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin hôm nay. Chiều ngày 25 tháng 5, đoàn thanh tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh để nhận xét sơ bộ kết quả thanh tra thực hiện Nghị định số 168 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng địa phương. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng ở địa phương. Thực hiện nghiêm tổ chức, biên chế lực lượng thường trực theo quy định đạt 100% so với biên chế. Lực lượng dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng tổ chức, biên chế đủ các đầu mối đơn vị, quân số đạt 99,67%. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 101% so với dân số. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu ở hai cấp, đảng viên nhập ngũ đạt chỉ tiêu đề ra. Bảo đảm đầy đủ kịp thời ngân sách thực hiện công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn thành phố. Bên cạnh những mặt làm được, đoàn thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị được thanh tra xây dựng kế hoạch khắc phục những nội dung còn hạn chế mà đoàn chỉ ra, tổ chức rút kinh nghiệm, làm rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lương Bá Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan xây dựng kế hoạch cụ thể, khắc phục hạn chế, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra các đơn vị chưa thanh tra để thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác quốc phòng trong thời gian tới. Trong thời gian qua, công tác quốc phòng địa phương được Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả. Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành đổi mới phương pháp huấn luyện, tập trung huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, duy trì tốt nền nếp, chế độ huấn luyện, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ vật chất, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật. Đối với công tác huấn luyện quân sự, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ học tập hàng tuần theo lịch huấn luyện, các nội dung giáo án, bài giảng trước khi huấn luyện đều được thông qua, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện dân quân năm 2023. Luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành chỉ tiêu về công tác tuyển quân, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chỉ tiêu chất lượng. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý, việc xây dựng lực lượng dân quân và tạo nguồn đảng viên sẵn sàng nhập ngũ được Ban Chỉ huy Quân sự phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng quan tâm, chú trọng. Ban Chỉ huy Quân sự phường An Tịnh xem công tác kết nạp dân quân vào Đảng là điều kiện thực hiện tốt công tác tạo nguồn đảng viên nhập ngũ, đồng thời nâng cao số lượng, chất lượng và tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân binh chủng. Tập trung tuyển chọn cho đội ngũ cán bộ khu đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, dân quân nòng cốt, chiến sĩ dân quân ưu tú từ 18 đến 25 tuổi để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Theo kế hoạch, trong năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự phường sẽ phát triển 4 đảng viên, trong đó dân quân thường trực 1 đảng viên, dân quân tại chỗ, cơ động, binh chủng 2 đảng viên, dự bị động viên 1 đảng viên. Phong trào đền ơn đáp nghĩa luôn được tất cả các cấp lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh chú trọng quan tâm. Điển hình như lực lượng vũ trang phường An Tịnh với mô hình đền ơn đáp nghĩa rất thiết thực và hiệu quả. Ban Chỉ huy Quân sự phường An Tịnh xây dựng mô hình uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Hàng tuần, lực lượng dân quân phối hợp đoàn thanh niên tham gia quét dọn, vệ sinh toàn nghĩa trang và thắp hương các khu mộ liệt sĩ. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự phường An Tịnh còn thực hiện trồng hoa, chăm cây cảnh và thường xuyên tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong và xung quanh khu vực nghĩa trang. Thời gian qua, Đại đội Bộ binh 54 thị xã Trảng Bàng đẩy mạnh tăng gia sản xuất với hệ thống vườn ao chuồng một cách khoa học, quy củ và đạt hiệu quả cao. Đơn vị quy hoạch và cải tạo đất xây dựng được vườn tăng gia rau xanh rộng 500m², đào 2 ao thả cá diện tích 1.400m². Hiện đơn vị đã đáp ứng nhu cầu rau củ quả và lượng gia súc gia cầm theo định lượng, đồng thời thường xuyên hỗ trợ rau cho người dân quanh khu vực đơn vị đóng quân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc phòng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.